Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng ta đồng an tọa. Trước khi vào thời pháp thoại của ngày thứ hai, pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, xin thông báo các Phật tử chúng ta tắt điện thoại di động hoặc là để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại khi thính pháp và khi hành lễ, để cho khóa lễ được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Các Phật tử nào mà không biết tắt thì lấy ra nhờ những người bên cạnh mình tắt ra nguồn hộ đi cho, hoặc là để về chế độ rung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, đồng thời cũng là ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022. Đạo tràng chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm để nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, đặc biệt là để hồi hướng siêu độ cho các vị vong linh thai nhi do vô tình hoặc cố ý của cha mẹ mà các con không được xuất hiện ở trên cuộc đời này. Và đồng thời chúng ta cũng kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, là vị giáo chủ, người thầy sáng lập ra đạo Phật của chúng ta, đem đến ánh sáng từ bi trí tuệ để giác ngộ sự ngu si mê mờ cho tất cả chúng sinh, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Tối hôm qua đạo tràng chúng ta đã làm lễ nghi thức tắm Phật, và buổi sáng hôm nay các Phật tử chúng ta tới cũng đã làm lễ tắm Phật, và một số các Phật tử đến muộn sáng nay chưa kịp làm lễ tắm Phật, thì khi nghỉ giải lao giữa giờ chúng ta tiếp tục vào làm lễ tắm Phật theo nghi thức mà được truyền thừa trên 2.500 năm nay, kể từ khi Thái tử Tất Đạt Đa được đản sinh ra ở tại nhân gian này cho đến nay, nghi thức đó vẫn được duy trì. Và hôm nay là ngày thứ hai, đồng thời cũng là ngày cuối của pháp hội kỳ này, vì kỳ này nó trùng vào dịp tổ chức đại lễ Phật đản của các cấp từ trung ương giáo hội cho đến cấp địa phương là cấp quận huyện và chùa chiền. Cho nên lần này chúng ta chỉ tổ chức 2 ngày thôi, vì thầy cũng bận nhiều các công việc của giáo hội phải lo để tổ chức các nơi, như là sáng nay cũng vừa phải đi lên Sơn Tây với các cụ các thầy ban trị sự Sơn Tây một chút, vừa mới về tới đây, vào xe tới nhà mà cái là trèo lên phòng là ăn bát mì vội vàng, thế là chạy lên đây với các Phật tử luôn đấy. Người ta bảo là đi tu sướng nhưng không phải sướng đâu các Phật tử ạ. Đúng với nghĩa là đi tu đấy chứ không phải là ngồi tu. Chạy như con thoi, đặc biệt là tuần đại lễ Phật đản này. Rất nhiều công việc. Vì vậy mà pháp hội kỳ này chúng ta chỉ tổ chức cho hai ngày thôi. Và đến bắt đầu từ tháng này trở đi, thì dịch giã bây giờ cũng đã đỡ rồi. Và chúng ta bắt đầu nối lại các khóa tu địa tạng hàng tháng, và từ 22 đến 28 hàng tháng âm lịch. Cho nên thì chúng ta tổ chức 2 ngày, sau đó thì nghỉ có tuần, hơn tuần thì chúng ta lại vào khóa địa tạng rồi. Vì hơn tuần đó thì các Phật tử lại đi Phật đản ở các chùa ở địa phương của chúng ta, hoặc là ban trị sự các huyện hoặc là các tỉnh, thành phố, v.v.
Thì chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chương trình pháp thoại theo như ban tổ chức sắp xếp thì vẫn là chương trình giải đáp trực tuyến cho các Phật tử chúng ta cũng như tại là trường. Các Phật tử chúng ta có những câu hỏi, chúng ta có thể gửi về chỗ bên ban âm thanh, lên đây lấy giấy bút và các vị viết, xong rồi thông qua đó các vị chuyển lên cho thầy. Để các Phật tử chúng ta không phải chờ đợi lâu, trước tiên thầy xin trả lời vào câu hỏi thứ nhất của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Con Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử ở Hà Nội, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con một số thắc mắc sau ạ. Một, hôm qua con có nghe thầy trả lời vấn đáp có nhắc đến khái niệm nghiệp và nhân quả. Con đã nghe một số thầy giảng nhưng vẫn không phân biệt được hai khái niệm trên. Vậy con hỏi thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả? Hai cái khác nhau chỗ nào ạ? Một Phật tử đưa ra câu hỏi hỏi thế nào là nghiệp và thế nào là nhân quả. Chúng ta biết nghiệp á, là nó chỉ chung cho tất cả các tạo tác của chúng ta, từ ba nghiệp này: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp như là Đức Phật nói này, ví dụ trong thập thiện nghiệp đạo thì Đức Phật nói là thân nghiệp thì có gì? Có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Khẩu nghiệp thì có bốn, đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ý nghiệp á, thì có ba, đó là tham lam, sân hận và ngu si hay là si mê. Đấy là nói về gì? Nói về ba nghiệp thân khẩu ý, thì gồm có những gì? Những nghiệp đại khái nói về thập thiện thì có như vậy. Mà còn nói về gì? Nói theo duy thức á, thì nó còn rộng hơn nhiều. Mà nói theo gì? Vượt ra ngoài pháp số thì có đến gì? Vô lượng vô biên. Nhưng tóm lại, nghiệp lại chỉ chung cho gì? Những suy nghĩ, tức là về ý thức đó, tư duy đó. Hành động là về thân nghiệp, còn nói năng là về khẩu nghiệp. Nghiệp nó có thông qua ba phần như vậy là thân, khẩu và ý. Nghiệp này thì tùy theo, có thể là thiện nghiệp hoặc có thể là gì? Ác nghiệp. Mà thiện nghiệp đó thì đấy là tức là nhân gì ạ? Nhân thiện thì chắc chắn sẽ được hưởng quả báo tốt. Còn ác nghiệp đó, thì đó là trồng cái nhân xấu, gieo xuống cái thửa ruộng mình cái hạt giống xấu, cỏ dại vân vân, thì chắc chắn sẽ phải thọ cái quả báo gì? Quả báo xấu rồi. Đó, cho nên khi nói về nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp á, gồm có thiện và có ác, thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta. Đó. Còn á, nhân quả là chỉ cho gì? Cũng chỉ cho cái hành động và tạo tác của chúng ta thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Các cụ ngày xưa nói, Phật dạy và các cụ dẫn là ở trong kinh gì? Chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Đó. Mình nói nôm na là gì? Mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình, cái hạt giống là gì? Là hạt dưa. Thì chắc chắn nó sẽ cho gì? Mọc cây dưa và sẽ cho quả dưa. Trồng đậu thì sẽ cho gì? Sẽ cho củ đậu và quả đậu, hạt đậu vân vân. Còn mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt cỏ dại, thì đương nhiên nó sẽ cho gì? Cho cây, cho hạt cỏ dại. Đấy chính là gì? Nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Làm ác thì phải thọ quả báo xấu, làm thiện thì sẽ được cái quả báo gì? Tốt, an vui, hạnh phúc, thọ mạng vân vân. Như là ví dụ như nghiệp không sát sinh mà phóng sinh thì Đức Phật nói gì? Thì thường không bệnh tật mà kéo dài thọ mạng. Ví dụ như bố thí thuốc, như là người bác sĩ mà hay đi cứu người
cứu người vô tư, cứu người bằng cái tâm của mình, không phải vì tiền tài của cải, vật chất, danh vọng, tiếng khen v.v. mà bằng cái tâm này đi cứu người. Thì Đức Phật nói những người đó đời đời sinh ra thường là gì? Thân không bệnh khổ, sinh vào nhà tôn quý, được hưởng là trường thọ lâu dài, v.v. Hay là như trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói người nào mà hay cúng hoa tươi, tức là hay dâng hoa tươi để cúng Phật đó, thì đời đời sinh ra được thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ, mọi người thì ưa nhìn dễ coi. À, nếu mà người mà luôn dùng cái tiếng này, cái tiếng từ bi hỷ xả từ ở trong tâm, cũng như cái tiếng nói gọi là hòa nhã ái kính đối với mọi người, tán dương khen ngợi những điều hay lẽ phải, thì người đó sinh ra đời đời được mọi người cung kính tôn trọng và ngợi khen kính nể, vân vân. Đó, đấy là gì? Nhân quả vậy. Ngược lại với những việc đó, tức là gì? Nếu gieo nhân xấu dân ác, nếu mà đi trộm cắp thì sẽ bị gì? Pháp luật trừng trị và tù đày, vân vân. Đó, giữa nghiệp và nhân quả mình thấy thì đọc thì chúng ta thấy là về cái kết quả thì chúng ta thấy cũng giống giống nhau, nhưng mà Đức Phật đã phân ra như vậy để cho chúng ta học tập và quán tưởng, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu và tu tập cho nó rõ ràng hơn. Các vị có thể về xem thêm ở trong quyển từ điển Phật học thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, hoặc xem ở trong quyển Phật học phổ thông của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, trong bộ Phật học phổ thông có giải thích rõ thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, rất rõ ở trong đó. Vì thời gian nó có hạn cho nên thầy cũng không thể giải thích hết một câu hỏi cho nó sâu được. Các vị hoan hỉ. Vị này hỏi ý thứ hai: giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật ra cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh. Thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cần từ nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra? Chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì ạ, khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào thì lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cần từ nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi, cái cần tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói là ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ, hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục,
giác ngộ và được thoát khỏi a tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cần từ nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cần từ nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cận từ nghiệp đến mà đọa vào súc sinh mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương cực lạc á, còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe, vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ, thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen, các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu, nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã trình bày, đã diễn giải. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen, nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy lại gì, lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà hòa thượng Tịnh Không là ân sư về Tịnh Độ Tông của đạo tràng chúng ta pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì, là cái phương pháp bất niệm từ niệm ấy là sai pháp. Rồi pháp sư Ngộ Thông là đệ tử hòa thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm từ niệm ấy là gì, là sai pháp đó. Cho nên chúng ta thấy mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng và họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua, cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, tên cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, vì tôi chỉ xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm từ niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này, người nọ, người kia, rồi bảo là cúng để thế này, thế nọ, thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà Trần Tâm ấy. Nó tệ kiểu như thế, nó cũng kiểu như là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn để rời khỏi Tam Bảo, đúng không? Tam Bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, Pháp và Tăng.
Thì bây giờ pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi pháp bảo. Không đi chùa tức là không gần gũi chư tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi tăng bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ rằng họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được hai thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào, bận công việc Phật sự vân vân, ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày, có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạnh của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào thì một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó. Chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân. Có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy thì có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuần hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh Ngài cũng chẳng tụng, thiền Ngài cũng chẳng ngồi, nhưng mà Ngài vẫn cứu độ được vô số gì những chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy Ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ, nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác, vân vân. Thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn, nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai, cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân đi đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ, bỏ đi cả chân gì, Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma, là thiên ma, là quỷ thần ma ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ, để bên ngoài thì nói là xiển dương chính Pháp,
Nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn, phải thì phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sương sớm, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan cỏ chi á, tuy không ngắt gì, ngắt bông lan cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó. Cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc gì? Tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta gì? Thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo, chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để chưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt cát đá, quét sạch xoải bụi thì chân tâm sẽ dần dần hiển lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh, hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình, muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người, cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có, có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Nó không có hàng theo lối nó đi như vậy, mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh hơn con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ. Nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi. Ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì? Vọt. Đấy, chúng ta thấy không? Ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có còn mấy chục năm nay thôi. Nhưng con kiến ấy, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất, còn hơn cả trời, hơn cả đất. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ.
Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đó, đau khổ, thánh phàm mà đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế, khổ nhiều hơn gì? Hơn vui, hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong, xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si này vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng của Trung Nguyên Hạ. Lên khoe với tôi là: "Bạch Thầy, dạo nay tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng." Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch Thầy, từ khi con đã theo Thầy nghe Pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo: "Đi khám chưa?" Bảo: "Đi khám rồi." Họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì? Bảo: "Không." Họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo: "Bạch Thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là 1 thời. Thế tôi bảo là đấy, tu mà không hiểu thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu thì sáng tụng 1 quyển, thượng chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật nhẹ nhàng, tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thầy, mong gấp như vậy, mỗi ngày làm 3 thời nhưng mỗi thời cả 3 quyển luôn, thượng trung hạ. Thế là đọc thì cứ rống thật to lên, đọc to lên, thế thì nó giãn thanh quản, đau họng. Lên kêu với thầy: "Con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh. Có phải nghiệp không thầy?" Thầy bảo: "Không, cái này không phải là nghiệp. Cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình. Mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh 1 tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm 1 chuyến đi thì chết là phải thôi. Đúng không?" Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy: "Có phải nghiệp không thầy?" Tôi bảo: "Không phải nghiệp, mà đây là do gì? Hiểu không đúng. Tu không lượng sức mình. Tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó. Nó vừa phải thôi. Đó. Giống như dây đàn, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn, đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy thì đứt mất dây đàn rồi, còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là: "Cụ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thế thì chết rồi." Đó. Đấy. Đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3-4-5 ngày cả tuần mới lên được 1 khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết 1 đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật 1 đời, có được không? Cũng khó lắm. Giống như dây trùng, dây đàn mà gì, nó trùng quá, nó cứ từng tưng từng tưng từng tưng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm. Nó đi theo con đường ở trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình
tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường ra chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ vân vân đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ. Tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy chính là gì? Tâm Bồ Đề phát khởi do mình tu gì đúng đường đúng pháp đó các quý vị. Đó. Trở sang chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An, Giao Thủy, Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, không? Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì cũng xấu xí lắm, vừa xấu vừa đen vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu thật to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời, và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất là rất đẹp, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà viết thờ ở trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì, người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì cốt cách cho phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi. Gọi là yêu gì? Yêu yêu thầm nhớ trộm, đúng không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ? Tương tư, đúng không? Một mình mà tương tư. Ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được. Cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy? Đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô thì mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về thì cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng điều việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cũng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là Tam Bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự
với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, pháp danh như thế, thầy biết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, anh khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không. Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì là tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thị giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy gì? Một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thầm cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ giải xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì? À không sao, đây là gì? Đệ tử của tôi. Đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì? Cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì? Cô về cô buồn quá, về cô ốm gì? Cô ốm bệnh và cô gì? Cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì? Với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh, sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo. Sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì? Phải chết. Làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì? Một đại thí chủ. Làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần khó khăn, vân vân và vân vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá. Đi ra sau vườn, lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì? Kết liễu đời mình là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì? Trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ thì chỉ có mối gì? Hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may á, sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời gièm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết ấy, con nghĩ là con hết khổ á, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói á, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ, bây giờ thì con phải làm thế nào. Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì, người mặc áo trắng không may bị ngã, bùn đất nó dính á, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem
Người mà thông minh nhất thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục, thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì? Si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì? Quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ, bây giờ thì bạch sư phụ con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Nay con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy, thế là xin sư phụ này, đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó, sang kiếp sau, sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo, hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á, thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt. Hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70, gần 80 đến nơi rồi chứ. Cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết thôi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á, thì hay muốn chúc các sư á, thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng. Chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ 100 năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái. Còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy. Cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh dược sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là gì? Đó tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ. Nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà hay Thích Ca hay vân vân, hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế.
Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò. Nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp. Nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học Duy Thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên, chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp, chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài đi ra, nhìn thấy Ngài gì, giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì, khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ tướng hảo như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân đó, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa, thì thầy chịu thay cho. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời nay thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Thôi đấy, thầy bảo là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được thầy thì giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật Pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Cản Long đó các quý vị. Không phải đơn giản. Mà Cản Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, chúng ta học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Cản Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì? Là phải bái gì? Ngọc Lâm á, làm thầy, và suy tôn á, Ngài Ngọc Lâm á, làm gì? Làm quốc sư, tức là thầy của gì? Của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó, mà Ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào, vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-3-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, xá một xá và mỉm cười. Mồng một ngày rằm thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo, chắc là đời trước kiếp trước cúng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó, làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, Phật tử con xin thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe thì người thì không vãng sinh được. Kính mong thầy giảng cho con
và nhiều Phật tử được thông, con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chư kinh nhật tụng ấy. Cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ Tây phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á. Tức là cái bài đó phải nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt đó. Đó. Là cúi đầu đỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì? Trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của ngài Liên Trì Đại Sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh tiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ. Trong chữ Hán gọi là dự chi thời trí. Dự chi, chi tức là gì? Tên rở, chi tức là biết á, tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi, và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt con thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của Đệ Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh, mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi. Chẳng nhẽ người tu tịnh độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe, là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ? Ngoài đời người ta gọi là tinh vi, tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư tăng. Để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu tịnh độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì cứ lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới, nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được mạnh khỏe, được bình an. Sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới. Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì gia đình gặp nhiều những gì?
nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình, có người thân vừa mới mất muốn cầu siêu báo ân cho người thân mà đến, có người đi xem họ bảo là gì, một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì, trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng ở tiếng ngọc của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào gì, đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ nhưng mà cũng gì đượm mùi thơm rồi vậy. Đó. Tuy rằng có thể các vị không gì không giác ngộ được ngay trong một hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong a lại gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống bồ đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái và các quý vị đi quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự gì? Cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này Thầy nói với các quý vị chúng ta là đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở còn ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ, bình an, mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành, để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Đó. Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà Thầy mà gì, mà không mạnh khỏe, Thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà Thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì? Nhìn nó càng gì ạ? Ngoài là gì? Da trắng như là củ súng, môi đỏ như chì, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không, muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải gì? Nghe thánh thoát như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ Thầy lại không được cái tiếng ấy. Khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn, thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn gì? Nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc ấy, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi, dù sao đi chăng nữa các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì? Tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói thì hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi định Thầy rồi sao? Vỗ tay to thế. Có người nói là tiếng Thầy khó nghe quá. Vì tiếng Thầy nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc.
Đúng thế. Khổ sửa mãi cũng không được. Chắc là trong dòng máu của mình nó đã gì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói thì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ. À, các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói. Trở lại một bài câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy, thầy xin hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi như sau. Viết này cũng sai về ngữ pháp nhé. Thầy xin hoan hỷ, gọi là xin thầy hoan hỷ. Thầy xin hoan hỷ là gì? Viết ngược lại, nó tối nghĩa lắm. Xin thầy hoan hỷ. Hàng ngày cứ vào khóa lễ ba thời sáng chiều tối, tụng kinh thì miệng con méo đi, lưỡi ngắn lại, rất khó cho việc tụng kinh. Con đã làm tất cả những điều thầy hướng dẫn, nhưng tụng kinh, sám hối, lễ Phật y học, tập bài thể dục dịch cân kinh từ tháng 9 năm 2021, và con cũng đi khám tất cả các bệnh lớn, các bệnh viện lớn, trung ương, nhưng không tìm ra bệnh. Giờ con phải làm gì ạ? Con phải, có phải do nghiệp của con không ạ? Xin kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế này mà lại tụng, lúc tụng kinh lại bị méo mồm, lại bị ngắn lưỡi. Thế thì xem xét lại xem, cũng có thể là do nghiệp thật đấy. Nghiệp thật là sao? Do trước đây á, không chỉ trước đây một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước gì, do báng bổ người tụng kinh niệm Phật, do báng bổ những bậc chân tu, cho nên đời nay kiếp này gì, khi mình học đạo mình tu hành, cho nên chướng là gì, chướng nghiệp nó sinh ra. Cho nên cái trường hợp này phải gì, nhất tâm sám hối đi thì mới có thể khỏi được. Đó, sám hối cái tội chướng đó đi, đối trước cái Tam Bảo, đối trước cái tôn trưởng tranh chư Phật Bồ Tát, mà sám hối cái nghiệp khẩu nghiệp đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp về trước. Con tên như thế này, pháp danh như thế này, địa chỉ ở đâu? Nay con mỗi khi lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật, tự nhiên là bị méo miệng, bị rút lưỡi, bị ngắn lưỡi, và bị gì? Đọc kinh không tròn trịa ra tiếng. Con trộm nghĩ này, do cái cấu nghiệp của con từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, do báng bổ Tam Bảo, hủy nhục tăng ni, chê người gì, hoặc là phá người tụng kinh niệm Phật ở đời trước kiếp trước, cho nên nay con mới nghiệp, bị nghiệp báo như thế này. Nay con biết tội biết lỗi rồi, con gì nhất tâm sám hối, nguyện mong chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Thánh Tăng khắp mười phương, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, thủy tử chứng giám cho con, để cho con được gì, được đối trước Tam Bảo, được con gì thành tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ hủy nhục Tam Bảo nữa, chỉ dùng những lời hay tiếng tốt để tán dương Tam Bảo, để khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi chính pháp, khen ngợi những điều hay lẽ phải của thế gian và xuất thế gian. Đấy, làm như vậy, sám hối như vậy đi. 21 ngày á, nếu có kết quả thì lên báo tin cho thầy. Pháp hội lần sau thì viết thư cảm ơn trước đại chúng cho mọi người có tín tâm. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ khi con biết và học Phật thì con không dùng và đốt vàng mã, chỉ dùng tiền thật
đặt lên ban thờ gia tiên. Sau đó tiền sẽ dùng để làm việc phúc thiện và cúng dường thì có được không ạ? Con xin Thầy giải đáp giúp con ạ. Con tri ân Thầy, con là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tốt quá còn gì nữa. Quá tốt rồi. Làm như vậy là quá đúng rồi. Thực sự đúng với chính pháp của Đức Phật rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải giải thích thêm gì nữa. Chỉ cần một tràng pháo tay thật to của cái quý Phật tử thôi là được rồi. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con với người yêu con đã chia tay, lại tình cảm lâm ly bị đát rồi đây. Nghe một câu đầu đó thì tôi phải xin lỗi các Phật tử, phải nạp thêm tí năng lượng mới trả lời được câu hỏi này. Con kính bạch Thầy, con với người yêu con đã chia tay, nhưng trong lúc yêu con có em bé. Vì một số lý do con đã phá bỏ. Hãy biết ngay là có vấn đề mà. Giờ con thấy rất hối hận. Hôm nay con cũng đã về chùa viết sớ cầu siêu cho bé. Thầy cho con hỏi con cần làm những gì nữa để cho bé nhanh được siêu thoát, sớm được đầu thai và không oán hận bọn con nữa ạ. Làm thế nào để nghiệp bọn con bớt đi ạ? Ngay hôm nay, ngay bây giờ tí nữa ra làm cái bài vị để cầu siêu cho bé. Thầy đặt cho bé pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Nhớ, Diệu Âm Cư Sĩ, tên đấy, pháp danh. Và mua lấy tí sữa, bộ quần áo, mang xuống chỗ đàn tràng và cúng. Ra ngoài tí nữa nghỉ, tí nữa ra ngoài cửa chùa. Các Phật tử chúng ta hôm nay mới đến, nếu chưa làm, mà trước đây chúng ta có nạo phá thai như trường hợp này, chúng ta cũng nên làm như vậy rất tốt. Viết sớ vong linh thai nhi, hoặc là nếu mà cẩn thận nữa thì làm cái bài vị, lên trên chùa hoặc ra cho ban viết sớ, bạch với các sư cô hoặc là các Phật tử như, làm cho con một cái bài vị cho vong linh thai nhi. Nếu mà chưa có tên thì cứ bảo sư phụ đặt chung cho một cái tên là pháp danh là Diệu Âm, đặt cho pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ, để cho các vong linh thai nhi có cái tên để họ nương vào để họ tu. Sau đó thì dâng bài vị vào, thì buổi chiều nay còn thầy đề nhị đệ tam nữa, để chúng ta nương nhờ thần lực của thập phương tam bảo và chư tăng hiện tiền cũng như đại chúng hiện tiền, chúng ta đồng trợ duyên, trợ niệm cho, hồi hướng cho, để nguyện cho gì các vong linh thai nhi sớm được siêu thoát, xả bỏ đi những cái tâm oán thù, sân hận và sợ hãi, vân vân. Chúng ta nên làm được cái bài vị là tốt, hoặc là viết sớ thai nhi thì cũng được rồi. Nếu cẩn thận thì chúng ta có thể ra mua một chút bim bim hoặc là bánh kẹo, được biến mua để dây sữa thôi, thành tâm. Dây sữa vào chúng ta đặt chung vào ở dưới chỗ ban cúng để chúng ta cúng dường, nương vào thần lực của Tam Bảo và sức của đại chúng, hồi hướng cho, mong là các thai nhi thì đều nhận được cái tấm chân tình ăn năn sám hối của đấng làm cha làm mẹ, do vô tình hoặc cố ý, do một điều kiện hoàn cảnh bắt buộc nào đó mà không để các con xuất hiện ở trên cuộc đời này được, thì các con cũng hoan hỷ cho. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là nên làm như vậy. Và ngoài ra thì từ giờ trở đi cũng phải tâm niệm ăn năn để mà sám hối, thỉnh kinh Địa Tạng về là phát nguyện đọc tụng đấy 100 năm để mà hồi hướng cho cháu nó, có được không? Tức là tụng kinh cả đời để hồi hướng đó các quý vị. Cả đời ăn năn hối cải chưa chắc đã thoát được 18 địa ngục khổ, chứ đừng nói là gì ạ, là không ăn năn hối cải. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói cứu một mạng người phúc lớn hơn xây 7 tòa tháp,
Còn đoạn mạng sống của một con người á, thì tội đó là đọa gì? A tỳ địa ngục. Nếu khởi cái tâm xấu ác mà đoạn mạng sống của một con người, đặc biệt người đó là gì? Là máu mủ, là ruột thịt của mình. Cho nên tôi nói với các quý vị này, nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng á, 100 năm tức là cả đời tụng kinh niệm Phật để mà sám hối cái tội chướng ấy. Sau khi xả bỏ báo thân này mới gì? Có cơ hội được thoát khỏi 18 tầng địa ngục ấy. Các vị ngồi đây đừng có nghĩ rằng mình Phật tử này hỏi câu này họ mới có tội đâu. Xét lại trong đây chúng ta nếu bảo giơ tay không dám giơ, nhưng trong lòng mọi người đều gì? Đều đang nghĩ về cái tội của mình rồi đấy. Nghĩ mà xem, 100 người thì có đến 70 người trở lên. Đó, tôi nói thật. Cho nên chúng ta đều phải gì? Cũng đều phải ăn năn hối cải để mà tích đức tu thiện, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm các việc, tất cả các việc thiện có thể trong một đời này, để trước là sám hối, sau là hồi hướng để tạ tội, để cầu sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm được sinh về Tây Phương Cực Lạc để viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả thiệu, quả vị vô thượng Bồ Đề vậy. Đó. Vị này hỏi ý thứ hai, thầy cho con hỏi duyên tiền kiếp là gì ạ? Con đi xem thấy có người bảo con có duyên tiền kiếp cần phải làm lễ, vậy con có cần làm lễ không ạ? Duyên tiền kiếp tức là duyên nợ kiếp trước, đời trước kiếp trước đó. Ví dụ đời trước kiếp trước chúng ta thì làm vợ làm chồng hoặc là yêu nhau, chúng ta nguyện là gì ạ? Lúc yêu nhau thì ai mà chẳng nguyện, đúng không? Lúc yêu nhau thì ai cũng nguyện thể chung thủy với nhau, đời đời, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi, vân vân. Hoặc là đời đời kiếp kiếp chúng ta gì? Nguyện làm gì ạ? Làm vợ, làm chồng, nguyện cùng chung sống với nhau. Cho nên đời trước thì nguyện như vậy, nhưng đời sau nó có được như thế nữa không? Không mấy ai được đâu. Cho nên chúng ta mới nghe thấy cái câu chuyện mà gì ạ? Bắc cầu ô thước, nghe câu chuyện kể về cầu gì ạ? Cầu gì? Cầu gì nó trên trời ấy? Cầu vồng. Chuyện là gì? Ngưu lang, chức nữ đó các quý vị. Có phải ai mong được gặp nhau cũng được gặp nhau đâu. Ai muốn được sống với nhau trọn đời trọn kiếp cũng được đâu. Ai mong muốn đời đời kiếp kiếp mong được sống với nhau cũng được đâu. Vì sao? Vì cái nghiệp của mỗi người một khác, cái mệnh của mỗi người cũng chẳng đồng. Cho nên dù chúng ta nguyện với nhau rằng nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đấy là bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, phim nào cũng có kiểu như thế, đúng không? Nhưng thực tế ở ngoài cuộc sống đời thường, có phải chúng ta nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà chúng ta có dám không? Thử hỏi các vị có dám không? Ngày xưa còn trẻ yêu nhau thì đúng là nguyện như vậy, nhưng mà khi già già mà cái ông chết trước mà cái vợ sợ quá, đi xem người ta bảo trùng tang trùng khục một cái là sợ quá, gọi con gọi cháu đến là gì? Đi xem cái thầy nào giỏi để làm bùa làm bèn để cúng không, ông mày về ông mày bắt cả nhà đi thì chết. Nào, phải không? Hoặc là bà chết trước ông cũng như thế, hoặc là bố mẹ chết trước con cũng như gì? Cũng như thế. Hoặc con chết trước bố mẹ, sống thì thương lắm, con chết đi xem bảo trùng tang, bố mẹ sẵn sàng đi đón ông thầy để làm bùa làm bèn răng kín từ ngõ vào trong trong nhà luôn các quý vị. Thậm chí còn chôn cả dưới mộ, cho vào trong cả quan tài, buộc cả chân cả tay của con trai con gái mình lại luôn. Chết rồi còn sợ gì con về bắt đi, bắt bố bắt mẹ bắt người thân đi. Cho nên chói chân chói tay, dùng bùa dùng bèn để yểm, để chấn, để đủ các thứ hết cả. Cho nên các vị chúng ta thấy con người chúng ta thương thì cũng thương nhất, mà bạc thì cũng bạc nhất, yêu thì cũng yêu nhất, mà ghét thì cũng ghét gì? Cũng ghét nhất luôn. Đấy. Cho nên tiền nhân duyên tiền kiếp là sao? Đó chính là đời trước kiếp trước có thể là vợ là chồng hoặc là gì? Tri kỷ với nhau, nguyện được chung sống với nhau đời đời kiếp kiếp, nhưng mà hai người âm dương cách biệt.
người này chết trước, hoặc là gì được tái sinh lên làm người trước, còn người kia chết sau, hoặc là gì chết trước nhưng mà chưa được đi đầu thai, còn thần thức còn ở dưới cõi gì âm ti địa phủ, mình gọi là ma quỷ. Hôm qua thầy nói đó các quý vị, cho nên nay họ mới đi tìm được, tìm gặp, nhưng mà gì không cùng chung một cái cảnh giới với nhau, cho nên gọi là âm dương cách biệt. Nhưng cái tâm của họ, cái duyên của hai người ấy chưa hết, mà thậm chí còn khá nhiều, rất nhiều nữa. Cho nên đời nay kiếp này gặp được nhau, nhưng mà âm dương cách biệt, mình thì không thấy được họ, nhưng họ thì nhìn thấy được mình. Mình thì không yêu họ vì mình không thấy được họ, nhưng họ thì thấy được mình, và họ thì biết là người này kiếp trước là vợ của mình, là người yêu của mình, cho nên họ theo mình. Họ muốn gì? Được chung sống với mình. Và họ thậm chí họ muốn gì? Đoạt, chiếm đoạt được thân thể của mình. Cho nên có những người ngủ với ma nhiều lắm. Các vị biết có vị ngủ với ma như thế nào không? Khổ chúng tôi là sư, là thầy chùa, nhưng mà nhiều khi vẫn phải gì rửa tai để nghe những câu chuyện mà họ ngủ với ma như thế nào. Tức là đêm đến, họ nhìn thấy người con gái, nhìn thấy gì? Một cái vong là con trai á, đến ngủ và chung giường, chung phòng, chung chăn, chung gối, ân ái bình thường như người sống với nhau. Rồi họ sợ quá, họ muốn thoát nhưng không thoát được. Rồi họ đến họ gặp chúng tôi và trình bày với chúng tôi và mong chúng tôi gì cái phương pháp để giúp đỡ họ thoát khỏi cái cảnh gì âm dương cách biệt, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được cái nỗi sợ hãi như thế. Thậm chí có người có chồng rồi mà vẫn không thoát được cái đó, có vợ rồi mà không thoát được cái nghiệp ấy. Họ đến họ nói với chúng tôi, chúng tôi cũng bằng nhiều cách này hoặc cách khác hướng dẫn cho họ tự mình phải dùng tâm đoan chính để tu tập, thì đại bi thập chú và tụng kinh Địa Tạng để sám hối, để hồi hướng, để nhẹ nhàng, để hồi hướng cho cái vong linh ấy. Chúng tôi cũng như vậy, hồi hướng cho họ, thì nhiều trường hợp gì một thời gian sau họ thoát được, họ không còn nhìn thấy gì nữa. Tức là những cái cảnh ái ân âm dương trước đây họ không còn nhìn thấy nữa, họ trở về cuộc sống bình thường như người thường của chúng ta đó. Cho nên chúng ta thấy đừng có nói là chết là hết. Có những vị nói là đấy là do tưởng tượng gây ra, thì cứ cho tưởng tượng đi, nhưng mà muốn thoát khỏi cái tưởng đấy nhưng không thể thoát được, không thể thoát được tưởng thì chúng ta phải có phương pháp để diệt trừ nó đi. Không có cả đời đau khổ hay sao, cả đời chịu làm nô lệ cho cái việc đó hay sao đó. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều điều chúng ta không thể dùng mắt thấy, tai nghe, dùng cái gì cái tri thức sự hiểu biết do nhỏ nhoi còn con ở thế tục chúng, thế gian chúng ta mà đòi biết hiểu hết cả tam hữu cửu giới lục đạo được, vân vân, không thể hiểu được đâu. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mới có câu là gì, dùng tình mà hiểu, sao hiểu được, là như thế đấy. Dùng tình mà hiểu thì không thể hiểu được đấy. Đấy chính là gì? Trả lời Phật tử này câu hỏi gì, cái duyên tiền kiếp đấy. Và nếu làm lễ có khỏi hay không tùy theo, nếu mà lễ đúng chính pháp khiến cho gì cái vong ấy, cái nhân duyên tiền kiếp của chúng ta ấy họ hiểu, họ giác ngộ thì chúng ta sẽ khỏi. Trường hợp này chúng tôi cũng gì cũng quy tam bảo và hướng cho họ quy tam bảo và hướng cho họ tu tập cả âm lẫn dương, nhiều trường hợp được, nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt nó nhất định không được. Thỉnh thoảng thầy cũng kể như thế, bà con quỷ con tinh hơn 3.000 năm ấy, ở dưới Mỹ Đức ấy, và bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó mấy năm trước, mà đều là nó dựa vào các bạn sinh viên rất là trẻ, rất là xinh đẹp đấy, thế đấy. Trường hợp hai trường hợp đó thì không cứu được, không giải quyết được. Đặc biệt là khi mà nói về Phật pháp thì nó nghe bảo nó quy tam bảo nó cũng đồng ý quy, nhưng bắt đầu lên quy rồi
bắt đầu chuẩn bị chuyển giới tam quy cho nó, bảo Quy Tam Bảo ở lại đây tu với thầy, ở lại đây tu với thầy để hộ pháp cho thầy, để sau này đủ duyên để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nó suy nghĩ một chút, nó lắc đầu, nó bảo không, con chỉ về muốn về với người yêu của con thôi. Các vị nghĩ xem chúng ta có trách được họ không? Có trách được không? Không trách được. Vì nhân duyên đó, nhiều đời nhiều kiếp của họ rồi. Giống như bây giờ tôi bảo các quý vị 4-5 nghìn người đây, thôi tu xong pháp hồi buổi chiều tối ngày hôm nay, tất cả ở lại đây và đều xuất gia làm tăng ni đi. Các vị có ở không? Có mà dám? Chả ai dám đâu. Vì sao? Vì cái mối nhân duyên đó, rối như tơ vò, chúng ta gây tạo, chúng ta đã gieo với nhau nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta cứ tưởng đó là gì, là ngon đấy. Nhưng thực sự nhìn sâu vào nó có ngon hay không ngon, tự chúng ta tìm, tự chúng ta biết mà, đúng không? Ngon hay không ngon tự chúng ta biết mà. Ấy, mỗi khi yêu thương nhau á, dùng những lời mật ngọt cho nhau thì đó là ngon. Nhưng mỗi khi giận cá chém thớt thì biết ngay ngon hay không ngon mà. Mày tao chí tớ, thậm chí nó thụp cho thâm cả mày cả mặt ra, ngon hay không? Lúc đó có phải ngon không? Không ngon một tí nào cả. Lúc đấy đắng lắm, chát lắm các quý vị ạ, chua lắm các quý vị, mà thậm chí là gì, mùi nó khum khủm lắm các quý vị. Đấy, đến lúc đó chỉ muốn gì, bỏ quách đi cho rồi, thôi tôi lên chùa tôi tu. Nhưng lên chùa mấy hôm có tu được không? Ngay cách đây mấy tháng, hôm đầu năm đây này, có một vị ở đâu bên Việt Trì hay Phú Thọ gì đấy không ấy, sang đây khóc lóc sướt mướt. Đang trong cái lúc mà nhà chùa cấm, gọi là cấm Covid đó, không cho người đến chùa, không, nhưng mà cứ nhất định đến là gì? Đòi xin ở trong chùa, chùa không cho ở, đi ra xưởng in để gì, ở ngoài mái hiên cũng được. Khổ quá, các vị nghĩ xem tôi nỡ lòng làm sao được, tôi có đến nỗi như quỷ dạ xoa đâu. Thế lại bảo các bác ở phòng thông tin, bảo thôi thì thôi, nếu mà cụ ấy chả có chỗ nào đi nữa thì bảo gọi con cháu ra đón, thì nó không sang đón là thôi, thì cho bà ấy ở đây một vài bữa cho thì hỏi xem như thế nào, mà có nhà có cửa, con có cái, nhưng mà con cái đi làm xa, vợ chồng thì ông ấy thì hơn 50 rồi vẫn đi cặp bồ cặp bịch, cho nên ức quá. Ngày xưa yêu thương nhau nhiều, nhưng bây giờ ông ấy phản bội mình cho nên ức quá, bảo thôi đến chùa để tu. Nhưng mà đến chùa ở được mấy hôm thì thầy đi qua đi lại, thế vừa nhổ cỏ vừa gì, vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa khóc tu tu ra. Thế thầy hỏi là cụ kia thế nào đấy, bảo không thầy ạ, con không có gì. Bảo không có gì sao lại khóc, con khổ lắm thầy ạ. Bảo làm sao mà khổ, con không nói được đâu, khó nói lắm, chuyện riêng tư của con không nói cho thầy nghe được. Thế tôi bảo thế thì nếu cụ mà không nói được thì làm sao thầy biết mà có thể giúp cụ hết khổ được. Thế chuyện này nó khó nói lắm, không nói được, lại khóc tu tu. Cái khổ của thất tình thì nó khổ lắm các quý vị. Ở đây có ai khổ thất tình chưa, giơ tay xem nào. Hả? Có chưa, có ai dám mạnh dạn giơ tay không? Tuổi trẻ có ai khổ về thất tình chưa, giơ tay xem nào. Sợ mọi người. Sợ mọi người bên cạnh trêu mình hả? Có không? Tôi đảm bảo phải có 1/3 ở đây là thất tình rồi. Các vị có xấu hổ đi chăng nữa thì đảm bảo các vị ít nhiều cũng phải 1/3 trong này đã từng yêu thầm nhớ trộm mặt ai đó. Và cái đó thì khi mà bị phụ tình hay bị phụ bạc thì khổ lắm. Đấy, nhìn bà cụ ấy khổ như thế, tôi gọi là bà cụ là vì nhìn như người 80 rồi ấy, mặc dù mới có hơn 50 thôi, nhưng mà nhìn khổ quá, nghĩ nhiều quá, tóc thì bạc trắng, đến chùa mới có đâu 1-2 tuần thôi mà thì tóc bạc trắng thế ra, lúc nào khóc, lúc nào suy nghĩ khổ. Đấy, nhân duyên ngay đời nay kiếp này mà còn như thế, huống chi là gọi là cách thân, cách kiếp. Thì chúng ta biết rằng con người thay đổi cũng nhanh lắm.
Cho nên cái trường hợp mà bảo làm lễ thì không phải là trường hợp nào lễ cúng cũng khỏi được đâu. Cũng có tùy theo cái trường hợp cái vong đó, tiền kiếp họ cái gì, họ có gì hoan hỷ hay không, họ có giác ngộ hay không, và họ có chấp nhận là gì, âm dương cách biệt không thể đến với nhau kiếp này hay không, và họ phải gì, phải cầu sinh, cầu đi thoát hóa đầu thai để họ tu tập để kiếp sau thì mong được gặp nhau. Đó. Cho nên các quý vị là Phật tử mà tu hành biết Phật Pháp rồi mà, đừng có dạy gì mà tôi nguyện là đời đời kiếp kiếp theo ông, làm vợ của ông. Đấy thì đời sau đi mà đấy, như trường hợp này đòi cái kiểu như thế, đi đòi cắt, đến lúc đấy lại đi đòi cắt. Khổ mới đời trước là nguyện là hứa theo người ta, đời sau là đòi cắt người ta. Ai là cái người mất lời hứa, không giữ lời hứa đây các quý vị? Cho nên người tu chúng ta phải có hứa thì phải hứa khéo thôi. Thôi tôi với ông này, hay tôi với bà, hay tôi với anh, hay tôi với chị, có duyên với nhau thì đời nay kiếp này nguyện nó sống gì? Chân thành chọn đời chọn kiếp với nhau. Thế thôi. Đời sau có duyên gặp lại, không có duyên thì gì? Đường anh đi, đường em đi. Đúng không? Chúng ta thì đi gì? Chúng ta nếu lúc đó chúng ta muốn đi về với Phật thì chúng ta gì ạ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Chúng ta trả nợ gì nhau? Trả nợ gì nhau? Có duyên thì đi tiếp, không có duyên thì dừng lại, và chúng ta nhẹ gót về Tây. Tội gì đâu các quý vị? Chả có tội gì mà cứ phải hứa như thế để sau này lại muốn đi cắt. Cắt không được thì lại lo, lại buồn, lại khổ. Đấy, đây cũng là một kinh nghiệm gì thầy gì thì nói với các Phật tử chúng ta những điều như thế. Phật tử này còn hỏi một câu hỏi nữa, nhưng mà thôi, trả lời hai ý thôi, còn một ý nữa thì thôi xin khất để lại trả lời người khác. Phật tử này hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Đoàn Thị Phạn, con ở Nam Định. Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Gia đình nhà chồng con có 8 người con. Những năm gần đây thường xuyên có người đột ngột qua đời mà tuổi thì còn trẻ. Hiện tại đã mất 4 người. Như vậy có phải là trùng tang không ạ? Các cụ ngày xưa từng tính nhỉ? Trong vòng 3 năm trở lại mà trong một chi họ mà có người mất, chưa bốc chưa sang cát, chưa thay áo cho các cụ đã mất được đó. Thường ngày xưa chúng ta tính là 3 năm mà lại có tiếp tục có người mất thì thường người ta gọi đó là trùng tang. Hoặc là trong khi người ta bấm tuổi, bấm tháng, bấm ngày và bấm giờ mất mà nó có gì, có 3 cái tính là gì? Thiên di, trùng tang và nhập mộ đó. Nếu mà được thiên di, được nhập mộ thì tốt. Còn nếu mà bị trùng tang thì người ta coi gì cho là xấu. Đấy là cộng nghiệp với nhau. Theo quan điểm của Phật giáo chúng ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là nghiệp gây tạo chung với nhau, gọi là cộng nghiệp. Thế trường hợp này cũng có thể giải trừ được. Ngày xưa thì các cụ, các tổ chúng ta thường hay dùng phương tiện đó là cúng gì? Cúng cái khoa cúng gọi là giải oan cắt kết, trùng tang liên táng đó. Cũng khóa cúng đó. Khóa cúng đó cũng toàn là gì? Cũng giải oan lục căn lục kết đó. Lục căn lục trần lục kết vân vân đó. Cái khóa cúng đó rất hay đấy nha các quý vị nhá. Giáo cái lý Phật Pháp ở trong đầy đấy đấy. Đầy ở trong đấy đấy. Không biết chúng ta lại bảo là đấy là cúng như thế mê tín dị đoan, không phải đâu. Ngày xưa các cụ các tổ là soạn ra khóa cúng đấy để phương tiện thiện xảo để dẫn người vào đạo. Hay lắm đấy. Chúng ta không hiểu cái đánh đồng cho là mê tín dị đoan là do một số các thầy cúng bây giờ, các ông thầy cúng, thầy pháp ở ngoài đời ấy, ông thầy cúng ấy, họ cúng gì, mặc cà sa đội mũ thất Phật, chống gậy tới trường họ lên, họ cúng múa may quay cuồng, bảo cò cúng gì, cúng hoa đàn lục cúng, bảo họ cúng gì, cắt ngũ phương, cắt lục giải, lục kết, lục căn, vân vân, lục trần lục thức đó đấy.
phiền não của chúng ta chưa cắt được thì cắt được cho ai? Một số các quý thầy bây giờ cũng đi cắt cái đó. Nhưng chúng ta phải hiểu cắt cái đó ngày xưa các cụ làm cẩn thận lắm. Trước khi làm cái lễ đấy, cái lễ đàn đó phải gì? Ít nhất phải ăn chay á. Thanh tịnh 7 ngày, 7 đêm. Ví dụ các ông thầy cúng á, mà chuẩn bị đến cái đàn cúng đó thì không được gì, không được ngủ chung phòng với vợ, tức là không được chung chăn, chung gối. Phải giữ giới 7 ngày á, chay giới 7 ngày thì mới vào á, hộ đàn cho các hòa thượng, các thượng tọa, các sư á, để cúng cái đàn đó. Đấy, như thế đấy. Nhưng bây giờ thì nào là vàng mã, nào là tam sinh, tứ phủ, nó lẫn lộn lùng tùng phèo hết rồi. Đó. Nào rượu, nào thịt, nào thú lợn, nào gà, nào bồ câu, nào tôm, nào cá, lộn tùng phèo lên cái đàn đó hết rồi. Nó không đúng. Ngày xưa các cụ gọi là đàn chay mà. Nhưng bây giờ thì lại làm sai mất rồi. Cho nên người ta mới nói là mê tín dị đoan đó, thì cũng không có oan. Không có oan, không oan. Không oan là vì gì? Vì người làm mà sai lệch pháp của Phật và làm mà chệch đi cái phương tiện của tổ đã thì đã soạn ra mà thôi. Cũng nói như vậy để chúng ta biết. Còn pháp hội chúng ta bây giờ thường hay dùng pháp hội trung phong như thế này để làm sớ, làm bài vị, để cả cái chi họ, dòng họ đến nhất tâm để tu hành pháp hội. Một pháp hội, hai pháp hội đến ba pháp hội thì thường rất nhiều chi họ thì vượt qua được cái này. Mà cũng không phải tốn kém gì cả. Mỗi ngày có ba mâm cơm chay. Tôi nghĩ là cả một cái chi họ chắc cũng không đến nỗi, đúng không? Nghèo đến đây chắc không đến nỗi là một ngày không làm được ba mâm cơm chay. Ba mâm cơm chay có đắt lắm đâu, 200-300 ngàn thôi. Ngày triệu bạc của cả một chi họ làm ba mâm cơm chay cúng Phật cúng tổ xong thì người nhà nhà mình là hạ xuống để gì ạ? Để thụ lộc mà. Có phải là thầy chủ trì thì ăn tham hết đâu các quý vị. Hay là các sư là cướp thì ăn không đâu. Đó. Chính chúng ta trước thì cúng Phật, cúng tổ, cúng các cụ, sau này con cháu lại hạ xuống để thụ lộc. Đó. Cho nên cái cơ bản là gì? Theo pháp hội trung phong này là nhất tâm. Họ hàng, người nhà đều thay nhau để cùng đến tham dự cả 3 ngày pháp hội hoặc 2 ngày pháp hội ấy. Mà đặc biệt là gì? Theo được khoảng 3 pháp hội thì mới yên tâm hơn. Vì cái tâm của chúng ta tu một pháp hội chúng ta chưa chắc đã gì? Đã dùng đủ cái công phu nhất tâm tu hành để đủ công đức để hồi hướng, để thoát khỏi cái cộng nghiệp ấy. Cho nên mới nói là gì? Nêu ra là 3 pháp hội nên cùng nhau để nhất tâm tu hành là như thế. Phật tử nữa hỏi tiếp, năm 2020 người anh trai của chồng con qua đời, hưởng thọ 51 tuổi, gia đình chúng con có về chùa chùa Hàm Dư Hải Phòng, chùa Hàm Dư Hải Phòng, cái chùa Dư Hàm Dư hay là Dư Hàm gì đó, chùa Hàm Dư Hải Phòng để làm lễ. Cũng buổi hôm ấy con được thầy trụ trì chùa Hàm Long bảo rằng căn nhà mảnh đất nơi con đang sống có rất nhiều hài cốt và khuyên con nên chuyển đi nơi khác và nói rằng con không ở được căn nhà ấy. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào ạ? Con rất hoang mang và lo lắng ạ. Con đã từng rao bán căn nhà và tìm mua nơi mới nhưng con cũng không bán được mà mua cũng không mua được. Mới đây con có biết các bài giảng của thầy và con phát tâm tụng kinh Địa Tạng, kính bạch thầy cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái mà thông tin Phật tử là nói là ở chùa này chùa nọ gặp thầy này thầy nọ phán thế này thế nọ thế kia, thầy không dám bàn tới vì thầy mắt không thấy tai không nghe, cho nên thầy không dám bàn tới việc đúng sai ấy. Bây giờ thầy chỉ hướng cho Phật tử này này, nếu mà giả sử như đất nhà chúng ta có nhiều ma nhiều quỷ chúng ta không ở được mà chúng ta lại đi bán cho người khác, mong cho người khác mua được, mình bán được người khác mua được, mình không ở được để bán cho người ta để người ta ở, thì như vậy nếu là người tu theo Phật tử chúng ta như vậy có tốt không?
Tốt không? Không. Vậy thì mình phải tìm cách để hóa giải. Bằng cách làm sao trong nhà Phật chúng ta có cách hóa giải mà. Đặc biệt là gì? Nhất tâm y giáo phụng hành, kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng, lấy 7-7-49 ngày ở tại nhà mình để hồi hướng siêu độ cho họ. Mời các vài một vài Phật tử trong đạo tràng đến để cộng tu. Mỗi một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng đó, 49 ngày chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng. Đặc biệt là tụng hết một bộ kinh Địa Tạng một ngày đó, 21 ngày cũng được, mà 49 ngày thì càng tốt. Mỗi một ngày qua thì lại lấy cái nước đó, để bảy cái chén nước cúng đó để rưới gì? Rưới chung quanh cái đất nhà mình lên. Rưới bảy chung quanh cái đất nhà mình đi. Đó, và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho họ. Đó mới là cái việc gì? Làm tận gốc. Khi họ được siêu thoát rồi thì giống như đất nhà mình nhá. Tôi lấy ví dụ cho các Phật tử nhá. Bây giờ cái đất nhà mình đó, đang như vậy, tôi ví như là gì? Đất nhà mình ở một cái gì? Ở xây dựng và cái làm cái bãi rác. Chúng ta cái bãi rác, nếu mà chúng ta gì? Đem chúng ta đổ một cái lớp đất mặt lên khoảng độ 10 phân 20 phân cái bãi rác, chúng ta xây nhà lên. Bình thường ra không mưa không gió thì không sao. Nhưng mỗi khi mưa gió thất thường, cái mùi hôi dưới bãi rác, mùi thối dưới bãi rác nó mới bốc lên, nó thẩm thấu qua cái lòng đất, vài chục phân đất đó nó mới thối lên. Thối lên nhà ở chúng ta, hoặc cái rác gì? Cái rác lâu ngày nó mục đi, nó thì lõm, nó thì nó bị tụt xuống, và cái nhà chúng ta bị siêu bị vẹo, phải chuẩn bị gì? Sắp gì? Sắp đổ. Và chúng ta ở có yên không? Không yên. Và nếu muốn ở yên thì bây giờ chúng ta đành phải gì? Đành phải làm sao? Lại phải tháo nhà đi, dỡ nhà đi, đào bỏ hết cái gì? Cái rác bẩn đó đi, chịu khó mất tiền mất của một chút, đào bỏ hết cái rác bẩn đó đi, đổ đi nơi khác, và đổ đất gì? Đất sạch hoặc cát sạch vào đó, và đóng cọc ép cọc và xây nhà lên. Ở có sao không? Còn sao nữa không? Có mùi hôi thối nữa không? Không. Có sợ bị nhà đổ đè chết chúng ta bất cứ lúc nào nữa không? Cũng không luôn. Đấy, thì tương tự như vậy, rác bẩn kia dụ cho gì? Dụ cho ở trong đất chúng ta không sạch, có các vong linh nhỏ đã mất gì? Từ lâu rồi, nhưng mà gì? Do chiến tranh, do loạn lạc hay vân vân gì đó, họ chưa được siêu thoát. Họ coi cái khu đất đó, cái nắm xương đó, cái nơi đó là cái gì? Ngôi mộ của họ. Mặc dù muốn đi lắm nhưng mà không có nơi nào để đi, muốn siêu lắm, muốn thoát lắm nhưng không thể siêu, không thể thoát được. Nay chúng ta thì lấy công đức tụng kinh niệm Phật để trợ duyên để siêu thoát, tế độ cho họ, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát độ cho họ. Giống như chúng ta bỏ công sức, bỏ tiền, bỏ của công sức ra để đập bỏ nhà đi, đào bỏ hết cái đất bẩn kia đi, đổ đất cát mới vào, xây nhà mới lên ở, ngon lành cành đào, đúng không? Đấy. Cho nên là Phật tử mà chúng ta bảo là người ta bị ma quỷ phán là nhà chúng ta bị ma quỷ, mà muốn lừa người khác để bán cho người khác, là chúng ta gì? Ác chồng thêm ác, thì tội gì? Càng tăng thêm. Người học Phật chúng ta biết đó, như thế rồi thì phải gì? Lo để tu nhân trích, tức là việc thiện để hồi hướng, để siêu độ cho các vong linh đó đi. Thì chúng ta gì? Ác gì? Mà chúng ta thì dùng thiện để hóa giải thì công đức mới gì? Mới sinh ra. Đó. Đấy mới là người học Phật. Đấy mới là người dùng chính pháp để cảm hóa gì? Quần sinh. Đó mới gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, theo tinh thần hành Bồ Tát đạo của người, người đệ tử Phật, người học Phật chúng ta đó các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, hơn một năm qua, đến hôm nay con mới được về chùa lễ Phật. Mặc dù con rất nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ Thầy, nhưng vì dịch bệnh Covid ngăn cản, Thầy ơi, con Covid bé thế nhưng nó ngăn cách giữa con và Thầy, cũng như các Thầy ở trên chùa rất là nhiều Thầy ạ. À, hình như là bức tâm thư hay sao ấy. Dạ, thưa Thầy, Thầy hoan hỷ
bố thí cho con một chút thời gian để con xin được bộc bạch. Sự việc như thế này, năm 2020, con biết đến chùa Khai Nguyên nhờ một người bạn giới thiệu. Con cũng đã lên dự Pháp hội Trung Phong 2 lần, Pháp hội Địa Tạng 3 lần hay 8 lần này, 3 lần, 3 lần. Và một lần con có lên đại tượng thỉnh một miếng ngọc treo ở trên nhà. Một hôm con gái của con đi xem ở đâu à, một hôm con gái của con đi xem thầy Đồng ở dưới Nam Định kể tỉ mỉ thế. Đi xem thầy Đồng ở dưới Nam Định, thầy Đồng bảo là nhà con có Phật ngự cho nên thầy không xem được. Như thế là như thế nào hả thầy? Cái này tôi cũng không biết luôn. Biết kiểu này thì thầy cũng không biết luôn. Thế nào là Phật ngự? Có thể gia đình thờ Phật không? Hay là như thế nào? Đây còn tí nữa này. Cách đây khoảng 7-8 tháng, tức là rơi vào năm 21 à? Con gái của con lại đi xem thầy Đồng ở dưới Hải Phòng. Thầy ấy nói rằng nhà con được Phật độ cho rất là nhiều. Vừa qua con nhà con đáng nhẽ bị một kiếp nạn, có thể phải mất mạng, nhưng vì được Phật độ cho nên đã được tai qua nạn khỏi. Và bà Đồng nói rằng Phật ngự ở trước cửa nhà con, luôn luôn hộ mệnh cho gì cho con. À, hiểu rồi, như thế là hiểu rồi. Câu cuối là gì? Xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho Phật ấy, có phải là Phật mà con thỉnh ở trên chùa về treo ở trước cửa ra vào không? Cái này thầy cũng không hiểu, thầy cũng không biết là có phải thật hay không. Nhưng mà xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta nhất tâm để hướng về Tam Bảo, hướng về chư Phật Bồ Tát thì sẽ được các ngài gia trì và cứu độ cho, giúp đỡ cho. Đó. Qua câu hỏi của Phật tử này nó cũng hơi khó khó hiểu một chút, nhưng thầy hiểu, theo ý thầy hiểu là đại khái chắc là nói rằng năm 2020 có lên chùa theo Pháp hội và Trung Phong của Pháp hội Địa Tạng có thỉnh một cái miếng ngọc treo ở trước cửa, cái miếng ngọc bội bị treo trước cửa ra vào đó. À, thì chắc là vừa qua con gái đi xem ở Nam Định và xem ở Hải Phòng thì bà là được Phật độ cho. À, đặc biệt là bà thầy ở dưới Hải Phòng bà nói rằng gì, đáng lẽ thì vừa qua có cái hạn đáng lẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà do gì, do được Phật độ cho nên được thoát khỏi những tai nạn đấy. Mà Phật thường là gì? Thường ở ngay trước cửa ra vào của nhà mình. Thì thầy nghĩ rằng cũng có thể. Chúng ta thấy cái này thì cũng có nhiều người đến nói với thầy rồi. Nhiều người đến nói cái chuyện đó cũng kiểu linh ứng tương tự, nó kiểu như thế. Có người đi xe ô tô, treo cái miếng ngọc lên xe ô tô, miếng ngọc mà thầy có khắc cái chữ xuất nhập bình an đó. Một mặt thì là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca hoặc là Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Di Lặc vân vân đó. Có những trường hợp mà tai nạn là lật xe mấy vòng, nát bét xe nhưng mà người không sao.
không sao một tí nào, cũng chảy xước một tí nào. Xong rồi ra là vẫn bình thường, mà họ bảo là mọi người nhìn thấy mà họ lạ. Cái vụ tai nạn hy hữu mà xe nát bét mà người không có ảnh hưởng gì. Lại năm ngoái hay năm kia thì đã có trường hợp ra Hà Đông đến nói với thầy là nằm mơ thấy trước là mình đi xe máy bị cái ô tô nó đâm vào. Quả thật đến đúng chỗ đó, ô tô nó mất lái nó đâm vào. Nhưng mà không hiểu làm sao lúc đó xe máy nó đâm vào cả người cả xe, máy bay xuống dưới ruộng. Nhưng mà bay xuống dưới ruộng cái thì cái người đó vẫn cầm lái xe máy bình thường mà xe không đổ. Không chảy xước vào tí nào. Mà nằm mơ thấy đúng như thế. Mà mơ thấy thì được Đức Quan Âm Bồ Tát thì độ cho. Và khi đó vị đấy lên nói chuyện với thầy, nói là với thầy: thầy ơi, có phải là cái miếng ngọc bội của Quan Âm con đeo ở trên người này độ con không thầy? Thầy cười, thầy bảo phải hay không thì tự Phật tử chiêm nghiệm lấy. Thầy cũng không thể phán là phải, không thể phán là không phải được. Đã tùy duyên, hiểu thế nào thì tùy. Miễn là gì, ngày hôm nay Phật tử vẫn lên chùa lễ Phật được đây, và trong cái hoạn nạn như thế mà không bị chảy xước một chút da, không phải mất một chút máu nào, thế là tốt rồi. Cái xe nó mất lái, nó đâm bay xuống ruộng, mà vẫn ngồi trên xe máy, vẫn nổ máy xình xịch, ngồi xuống dưới ruộng, may cái ruộng này nó ướt. Cho nên cái bánh nó thì nó xoạc xuống đến, ngập đến nửa bánh. Mà xe máy thì cắm xuống ruộng như vậy, mà người vẫn cứ, máy vẫn nổ xình xịch, vẫn ngồi cầm hai xe máy thế này. Có nhiều những câu chuyện hay lắm. Phật Pháp vi diệu lắm các quý vị. Cho nên thầy ấy khuyên các Phật tử chúng ta đi đường ấy, trước khi lên lái xe là lên ngồi trên xe máy này, nên đọc cái bài kệ này. Đọc cái bài kệ á: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam, An Lam, An Lam, Văn Thủ Hộ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm. Hai câu thần chú ấy, mỗi câu ba lần. Và khi mình đọc chú là gì? Mình quán tưởng là cái vòng tròn gì bao quanh cả cái chiếc xe của mình. Ô tô cũng thế mà xe máy cũng thế, bao quanh chiếc xe của mình. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn là gì? Là chúng ta đọc câu thần chú đó lên thì chung quanh chúng ta được thanh tịnh. Văn Thủ Chân Ngôn là gì? Là chúng ta cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là gì? Độ cho chúng ta được bình an, được may mắn, được gặp nhiều sự cát tường như ý, vân vân và vân vân. Mỗi khi chúng ta gì cầm xe hoặc là cầm lái, cầm tay lái gì đi trên đường tham gia giao thông vân vân, rất là tốt. Chúng ta vừa chú tâm vừa có niềm tin vào đó, chúng ta đi trên đoạn đường thì chúng ta thấy an tâm hơn. Và Phật tử nữ hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Nguyễn Trung Kiểm, con xin ăn mày công đức thầy. Thầy chỉ giáo cho gia đình con một việc sau. Mẹ đẻ con tên là Lã Thị Cơ, mất ngày 2/2/2007, bốc mộ cuối năm 2010. Khi bốc mộ mở nắp quan tài ra thì hiện tượng một khối thạch cao đầy cỗ hậu, tức là đầy trong quan tài đó, tức là thạch cao màu trắng đó các quý vị. Gia đình con quá sợ, thầy cũng đứng tại đấy cũng chịu. Gia đình con có đổ rượu và cháo hoa nhưng không được, phải dùng dụng cụ để chóc ra thì ở trong còn đỏ. Sang chùa bên Ninh Bình, thầy lên đồng rạch lưỡi lấy máu làm dấu, tức là làm bùa đó, bảo gia đình con đặt lên ban thờ và úp cốc lại để yểm khẩn cấp. Sau đó nhờ một chùa khác hương nhang cho mẹ con đến 49 ngày thì làm lễ như người mới mất. Đến tháng 2 năm 2020, chị gái con biết đến chùa Khai Nguyên, về chùa được nghe thầy giảng, đã về đọc kinh 21 ngày và hàng ngày lấy nước tịnh thủy rẩy và vào lá bùa để giải bùa. Nhưng hiện nay con có một con gái sinh năm 1990, con trai sinh năm 1993, công việc ổn định ở Hà Nội và hình thức được, ý thức, tâm thức, sống có trước có sau đều khó lập gia đình.
Em trai thứ của con sinh ba con gái. Con rất lo do việc của mẹ con vì chúng con vô minh. Con kính xin Thầy chỉ dẫn cho gia đình con để làm thế nào để được an thịnh. Các con của con sớm được như nguyện. Con xin công đức của Thầy. Thôi cái này, trường hợp này thì thôi một cái dịp nào đến Pháp hội Địa Tạng này có thời gian thì có thể lên để chia sẻ sâu hơn để Thầy xem cụ thể hơn thì có thể tư vấn cho thêm. Còn cái việc con trai con gái lớn tuổi mà chưa có gia đình này thì cái này nó cũng tùy duyên thôi. Có thể là các cháu nó chưa thích, nó còn muốn phấn đấu làm ăn, mình cứ ép nó thì cũng không được. Hoặc nếu mà còn nó thích mà gì mà mãi chả được á thì cũng phải xem xét. Bây giờ xã hội bây giờ nó cũng nhiều cái nó khó nói lắm, có khi các cháu nó cứ mải làm ăn, tuổi trẻ thì mải làm ăn kiếm tiền, phấn đấu công danh sự nghiệp, quên mất con đường tình duyên, con đường gia thất. Cho nên bố mẹ thì mong lắm, bố mẹ con nào lớn lên học xong đại học 24, 25 mà chẳng mong muốn cho con yên bề gia thất để bố mẹ gì đỡ phải lo, đặc biệt là con gái, đúng không? Con gái thì các cụ nói là gì, con gái lớn thì như bom nổ chậm trong nhà ấy, bố mẹ nào chẳng lo, nó bùng một cái lúc nào thì chết lo. Con trai thì cũng muốn gì cho nó yên bề gia thất để sớm có cháu nội để bồng để bế cho nhà cửa có tiếng, thì tiếng trẻ thơ ea là nó mới vui, vân vân. Đấy là cái niềm mong chung của làm người làm cha làm mẹ, là ông làm bà, là người lớn vậy. Nhưng mà con cái thì gì? Duyên nó chưa đến thì biết làm thế nào. Trước Thầy nhớ là có một lần trước khi đại dịch diễn xảy ra, Thầy cũng nói là tới đây chùa chúng ta chắc phải làm một cái câu lạc bộ là gì, để cho hai bên bố mẹ kết nối với nhau, để cho các cháu gì làm quen và tìm hiểu lẫn nhau, đúng không? Thầy nghĩ là cái này cũng hay đấy. Nhưng cái này tất nhiên các thầy thì không làm được, mà để cho thì các Phật tử chúng ta thì thành lập một câu lạc bộ như thế. Các thầy thì trong giới luật của các tỷ kheo, các thầy thì cấm làm mai làm mối. Nhưng các Phật tử chúng ta có thể được, chúng ta đứng lên là một cái câu lạc bộ như vậy. Bầu ra chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và sinh hoạt. Và mỗi khi đến đàn lễ như thế này này, trước là lễ Phật lễ tổ, ra là cầu gì ạ? Cầu tình duyên cho các con, sau là gì? Thông qua cái hội này để chấp nối cho thì trường hợp A, B, C, D, D gì đó vân vân. Chúng ta thấy ở truyền hình Trung ương bây giờ họ có một cái chương trình, cái gì nhỉ? Mấy cái chương trình đó đúng không? Hẹn hò nhau cái gì gì đấy. Có cái chương trình gì của anh Quyền Linh với cái cô Cát Tường đấy, đúng không? Thầy đâu cũng lướt qua một chút xem cái chương trình đó. Ở thế giới thì nó có chương trình kết nối gặp mặt hẹn hò gì gì đó, vân vân. Phật tử đạo tràng chúng ta cũng có thể thông qua gì một cái câu lạc bộ như vậy, các Phật tử lên dự khóa lễ như thế này để con gia đình Phật tử thì có con trai muốn cầu tình duyên cho nó sớm được lấy vợ, con gái cầu tình duyên cho nó sớm lấy được chồng, thông qua câu lạc bộ đấy giới thiệu cho các con nó gặp mặt nhau, xem ảnh với nhau và tìm hiểu nhau. Khi mà nó đủ duyên thì làm sao? Nó về cùng chung sống với nhau một nhà và cả hai vợ chồng đều là Phật tử. Đó cũng là việc gì? Việc tốt mà. Có được không? Tới đây nối lại nhá. Hết dịch rồi chúng ta nối lại cái câu lạc bộ đó nhá. Tất nhiên Thầy chỉ làm cố vấn thôi, các sư chỉ làm cố vấn cái món đó được thôi. Còn các Phật tử chúng ta phải tự gì? Tự bàn, tự làm. Thầy thấy đoàn bà Nguyệt có mấy Phật tử là rành về cái này lắm, mát tay lắm, cho bầu cho làm chủ nhiệm câu lạc bộ này thì Thầy nghĩ là chắc là giúp đỡ được cho nhiều ông bố bà mẹ khỏi phải lo về cái chuyện tình duyên cho con cái. Về mặt tâm linh thì lên Pháp hội làm sớ cầu tình duyên Thầy đã lo rồi. Còn về mặt ông Tơ bà Nguyệt thì câu lạc bộ sẽ gì? Sẽ lo, sẽ chấp nối cho các bạn, cho các ông bố bà mẹ lớn tuổi mà chưa có con cháu cháu nội cháu ngoại á, đấy cũng là một việc hay. Đấy, còn cái trường hợp khác thì Phật tử này này thì Thầy khuyên là thôi thì cứ để đến Pháp hội Địa Tạng
thì lên cái cụ thể cái việc này nó cũng hơi dài mà cũng khá phức tạp, thì thầy sẽ xem cụ thể thế nào thầy sẽ hướng dẫn sau. Một Phật tử nữa hỏi: ôi sao còn nhiều thế này, lúc đầu thì thấy ít ít mà sao lại đưa lên đây nhiều thế? Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con xin hỏi, có người mấy con xem phong thủy, thầy phong thủy hỏi con bốc bát hương ở đâu. Con nói bốc ở chùa, thầy phong thủy nói rằng bốc bát hương ở chùa là oan gia trái chủ theo về, xin thầy bố thí cho chúng con được biết có đúng như vậy không. Con xin tri ân công đức của thầy. Con Phật tử tên Nguyễn Thị Tin ở Thường Tín, Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó thì chắc chắn là không phải rồi. Biết bao nhiêu trong những năm qua, biết bao nhiêu những Phật tử đến chùa bốc bát hương, đại đa số họ đều bình an, đều hoan hỷ và đều gặp nhiều sự may mắn cát tường cả. Không chỉ ở có chùa chúng ta mà thì gần như tất cả các chùa, các quý thầy đều dùng phương tiện và đều giúp các Phật tử, bà con nhân dân mỗi khi gì có cái việc tâm linh về nhà mới hoặc thay bát hương hoặc bốc bát hương mới vân vân đó, đại đa số đều ra chùa làng, chùa quê hoặc là đến những cái ngôi chùa nổi tiếng nhờ các quý thầy gì bốc cho nó lành. Ăn mày Phật là lành nhất các quý vị. Còn gặp ông thầy cúng thì cũng không sao, tùy duyên. Chúng ta không nói là họ làm sai, tùy duyên. Nhưng không may mà gặp ông thầy phù thủy á, nó yểm bùa yểm âm binh vào đó thì mệt mỏi lắm. Chúng ta theo thì được thì tốt, mà không theo được á, 2-3 tháng mà không đến lễ nhà thầy được á, thầy khuấy đảo âm binh lên thì gia đình lục đục khổ lắm các quý vị. Khổ lắm cơ. Nhiều trường hợp chúng tôi cũng phải đi giải quyết cho cái vấn đề mà ông thầy phù thủy nó bốc bát hương, nó cài âm binh vào trong đó rồi. Cái này chúng tôi biết và đi giải quyết cho cũng khá nhiều trường hợp rồi. Phức tạp lắm. Thế nên ra chùa bốc bát hương mà bảo là vong theo về nhiều, không phải. Nói như thế là sai hoàn toàn. Nói như thế là không có cơ sở khoa học, cũng không có cơ sở tâm linh ở trong đó. Ví dụ chúng ta đi chùa như thế này, theo 2 ngày pháp hội về, thì có người nào vô gia cư theo chúng ta về nhà không? Nếu chúng ta không đồng ý cho theo, có theo đến không? Theo được không? Không. Đó, tương tự như vậy. Trần sao thì âm vậy các quý vị. Khi các bát hương các sư biết là gì? Viết cái cốt bát hương thì ví dụ Nguyễn tộc gia tiên, và viết là gì? Con cháu chúng ta là người đi bốc bát hương cho các cụ, chúng ta viết vào đó, họ khác không thể vào được, quỷ thần cũng không thể vào được. Đó, vân vân. Cho nên các vị yên tâm, cái trường hợp mà ông thầy phong thủy nói như thế là sai với gì? Sự thật. Không đúng, chúng ta không cần phải lo lắng cái việc đó. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi, gần đây con trai con phá phách tiền của và hỗn láo với con, thì xin thầy cho con biết con phải làm sao. A Di Đà Phật. Cờ bạc phá phách tiền của, hỗn láo với bố mẹ, cái này các thầy cũng khó có cách để giải quyết. Khi mà gì các con nói nó không có một chút cái tín tâm với Tam Bảo thì cũng khó có thể giải quyết với nó được. Cũng do cái nghiệp của chúng ta thôi các quý vị. Xét cho cùng thì cũng do nghiệp của mình thôi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo tạo, cho nên nay thì nó sinh vào nhà mình để nó gì, nó đòi nợ để nó gì, báo oán vậy. Đó. Nhà Phật nói là sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ là như thế. Cho nên trường hợp này thì thôi mình cũng phải biết rồi, cũng an nhẫn để mà tu tâm dưỡng tính đi, mà buông được thế nào thì đỡ khổ thế đấy thôi. Lo tu đi. Không có đời nay khổ, đời sau lại khổ, đời đời kiếp kiếp vẫn cứ khổ mãi đấy. Thà rằng mình khổ một đời mà mình dứt khổ được muôn đời về sau. Biết đó là gì? Ác duyên. Biết đó là cái duyên không tốt rồi, thì chúng ta thì sớm buông bỏ hết những cái gánh nặng đó xuống để một lòng để lo tu tập. Nó chửi mình thì mình cũng phải nhẫn, phải chịu thôi, bây giờ mới làm thế nào nữa.
Ngày xưa nó bé mình, quát mình, đánh mình, mắng nó thì nó còn nghe. Bây giờ mà quát nó thì nó quát lại, nó chửi lại. Chưa đánh nó gì, nó đã thụi cho mình vài cái thì có khi lại gì, lại tủi, lại khổ. Thôi tốt nhất là gì, an nhẫn đi, để lo tu, tụng kinh niệm Phật. Nếu nó không cho tụng kinh thì niệm Phật, nó không cho niệm to thì niệm thầm ở trong gì, trong tâm ấy, trong đầu môi, trong lưỡi thôi, trong tâm thôi. An nhẫn mà tu dần dần sẽ tìm được an lạc từ nội tâm đấy. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin tri ân công đức thầy giúp con ạ. Con có con trai, cháu đi làm ở trạm thu phí Cẩm Phả, cháu bị vong âm, xưng tên là Hiền, sinh năm 1981, bị tai nạn mất nên đã nhập vào con trai của con. Hiện giờ con trai của con nói gì cũng bảo không biết, đặt chầu rồi cũng bảo không biết, nên nhà gái đã trả lại chầu. Từ ngày được các bà mách cho đọc kinh Địa Tạng đến nay, con cũng đã lập đàn chàng giống thầy dạy và đọc kinh nhưng vẫn chưa đỡ được chút nào. Con có gọi điện thôi. Cái trường hợp này thì đến Pháp hội Địa Tạng đưa cháu nó lên đây. Cái trường hợp là phải gặp trực tiếp, phải xử lý trực tiếp. Thế còn trả lời câu hỏi nó tốn thêm thời gian. Trường hợp Pháp hội Địa Tạng đưa lên đây, thầy xem thế nào, giúp được thì thầy sẽ giúp luôn. Thế có thể là được. Cái trường hợp như thế này chắc có thể được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phật tử ở Ninh Bình. Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy và giúp con một việc. Con có bà dì, tức là em mẹ, hiện đang xuất gia tu ở chùa. Hồi còn trẻ dì cũng lập gia đình, nhưng không có con nên dì nuôi con nuôi và nuôi con riêng của chồng. Từ năm 35 đến 40 tuổi, dì đã ăn chay tụng kinh niệm Phật. Đến khi chồng dì mất, dì đã xuống tóc đi tu. Từ đấy đến nay khoảng hơn 10 năm. Thời gian gần đây dì mắc bệnh hay nói nhảm, nhất là vào ban đêm, và không kiểm soát được bản thân trong mọi việc, và hay đòi ăn đêm. Nếu không cho ăn thì mò mẫm và lục lọi không ngủ. Chúng con hàng ngày trì chú lạy Phật, tụng kinh hồi hướng cho sư cô, tức dì con. Nhưng bệnh của sư cô không giảm. Vậy con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp cho con, giờ chúng con phải làm như thế nào để sư cô được hồi phục lại trí nhớ và làm chủ được bản thân. Nếu như đến lúc lâm chung mà sư cô không tỉnh táo thì có được sinh về cõi lành không ạ? Con kính chào thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy, con xin tán thán công đức của thầy. Cái trường hợp này nè, thì cũng đến Pháp hội Địa Tạng có thể đưa sư cô lên đây để thầy xem. Cũng có một vài trường hợp xuất gia nhưng cũng tương tự như thế này. Thầy cũng đã hướng dẫn và cũng đã giúp được các thầy ấy khỏe mạnh lại bình thường. Bây giờ là tu tập lại bình thường rồi, thậm chí là một đại đức ấy. Đại đức ấy. Cũng cái kiểu tu tập nhưng mà đi sai pháp nên là cũng bị hoang tưởng, bị bệnh hoang tưởng. Cái lúc thì bảo cho mình là Phật, là Bồ Tát, thấy Phật, thấy Bồ Tát này nọ. Nhưng không nghĩ là mình bệnh, cứ cho là mình là tu hành đắc đạo rồi vân vân. Nhưng thực tế là gì? Đó là bị ma làm, gọi là tu sai pháp, là tẩu hỏa nhập ma. Hướng dẫn cho các vị tu tập đúng chính pháp trở lại thì một thời gian các vị cũng được khỏi rồi. Trường hợp này hôm nay đưa lên xem. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, tên Phật tử con là Đỗ Thị Hạnh. Hôm nay con đến tại chùa Khai Nguyên cùng với con trai của con tên là Phan Phúc Thành 6 tuổi và anh cháu tên là Phan Phúc Tường 8 tuổi. Từ khi sinh ra, cháu con không biết tiền kiếp con đã gây ra lầm lỗi gì mà giờ hai cháu không biết nói, không biết đi, để ngồi và nằm, chỉ ngồi và nằm.
con cũng tu tập nhiều nơi và xin sửa đổi, nhưng chưa biết làm thế nào để thay đổi nghiệp lực cho cháu. Xin quý thầy hoan hỷ bố thí pháp ngữ cho gia đình con được gặp thầy trực tiếp để được dựa vào Tam Bảo, nhờ vào ánh sáng Phật Pháp cho chúng con tu tập. Con Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Tát. Tên con là Đỗ Thị Hạnh, chồng con tên là Phan Anh Cường, địa chỉ xóm Vĩnh Tuy, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái này thì ở gần ngay đây, thì một cái dịp nào đó và cái dịp Pháp Hội Địa Tạng tới đây thì xuống. Thì hôm nay là Pháp Hội đông người và công việc cũng nhiều, thầy cũng muốn giữ cho cái tâm nó thì nó chuyên nhất để tổ chức Pháp Hội, để hồi hướng chung cho tất cả âm dương trong Pháp Hội chúng ta. Vì vậy mà thầy không tiếp khách, ngày hôm nay có tiếp khách đâu. Trường hợp này ở gần đây thì đến Pháp Hội Địa Tạng từ 22 đến 28 cuối tháng này thì đi xuống gặp cụ thể, thầy sẽ xem cụ thể thế nào. Lúc đó sẽ tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không trả lời câu hỏi này vì thời gian hết rồi. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2022, con tên là Đặng Thị Phú, cùng con trai con là Đỗ Tiến Hưng, con ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Hôm nay hai mẹ con đến chùa lễ Phật để con cảm ơn thầy ạ. Vừa qua con sang nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình nhà con. Mẹ con là Vũ Thị Ngà, năm nay mẹ con 92 tuổi. Hàng đêm đến mẹ con hay chửi bới các con. Đến hôm nay đã được 4 tháng rồi là mẹ con từ bi rồi thầy ạ. Con mừng lắm thầy ơi. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Nhiệm màu quá vậy? Sao nhiệm màu quá vậy? Bảo là thầy ơi, Phật Pháp nhiệm màu quá ạ. Sao nhiệm màu quá vậy thì không muốn nhiệm màu hay sao? Lại muốn cụ cứ đêm đêm cụ chửi con chửi cháu nữa hay sao? Đấy, nói mà không chuẩn nó lại lệch sang một ý khác rồi đấy. Để viết thành giấy mà như thế này còn huống chi là gì? Là nếu mà chỉ nghe qua tai truyền qua người khác ấy, dễ sai là như thế đấy. Đó. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Câu này á, dùng trong cái văn này là không đúng. Bảo thầy ơi hay là bạch thầy, Phật Pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Đúng chưa? Câu đấy là câu chuẩn. Con cảm ơn thầy ạ. Con ghi ơn công đức của thầy nhiều lắm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này là mấy tháng trước con sang chùa, nói với thầy là có bà cụ 91, 92 tuổi, cụ cứ đêm đêm là cụ gào, cụ thét, cụ chửi con, mắng cháu, mà cụ rất là nóng tính. Thầy bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm sám hối cho cụ, hồi hướng oan gia trái chủ của cụ cho cụ, và khuyên cụ niệm Phật thì Phật Bồ Tát độ cho. May mắn thì cụ sớm được tai qua nạn khỏi, bình an trở lại thôi. Nay sang đây viết tâm thư nói rằng là gì? Phật tử này là Đỗ, Phật tử này là Đặng Thị Phú, cùng con trai là Đỗ Tiến Hưng, ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Sang đây nói rằng đâu có ở trong hội trường này, đứng lên xem nào. Có không? Có Phật tử ở trong này không? Hay là ở ngoài, đứng lên giơ tay xem nào. Có không ở trong hay ở ngoài? Hay là viết thư xong chạy mất rồi, hay là xấu hổ không dám đứng lên? Thôi cũng không cần phải đứng nữa đúng không? Đại khái nói rằng là có cụ, có bà mẹ như thế, nhưng bây giờ thì do tụng kinh niệm Phật thì bà cụ đã đỡ rất nhiều rồi, mà đã từ bi rồi, bình thường rồi, mừng lắm đến viết tâm thư cảm ơn. Qua đây cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư tăng và Phật tử hiện tiền trong đạo tràng, chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cho bà mẹ 92 tuổi của Phật tử Đặng Thị Phú này được nguyện cho cụ được bình an, mạnh khỏe, phát khởi được tín tâm và nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh tới khi xả bỏ báo thân được nhẹ nhàng vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng, con xin kính chào thầy. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Trong đạo Phật có gọi là cô thần quả tú không? Nếu có thì ảnh hưởng ra sao
đến nhân duyên nam nữ không ạ? Cùng cách hóa giải ra sao cụ thể, vân vân. Các thầy đạo thánh mẫu có nói, vân vân. Vậy có đúng không thầy? Phải chấm, xong lại vân vân. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Bắc Ninh, số điện thoại, vân vân. Ở cái trường hợp này thì xin thưa các quý vị, cái từ cô thần quả tú ở đây là thường là ở bên đạo thánh, đạo mẫu ở bên dân gian người ta hay gọi như vậy. Cô thần quả tú ở đây là chỉ cho người gì? Hay là trong sách nhà Nho, hay là bên đạo lão, mà đặc biệt là những người theo bên đạo mẫu, trong cái sách xem tướng tử vi tướng số, họ mới hay gọi là cô thần quả tú. Tức là cái người gì ạ? Ở gì? Con trai không? Lấy vợ mà con gái không? Không lấy chồng, ở một mình như vậy, vân vân. Đó, trong nhà Phật chúng ta thì ít hay nói đến cái này, nhưng mà nói đến thì chúng ta cũng hiểu. Đó, thôi cái này Phật tử hỏi là xin được nói đến nhân duyên nam nữ vân vân các thứ gì đó, xin thầy nói cho này cụ thể và hóa giải. Cái này liên hệ tới câu hỏi trước thầy nói về cái nhân duyên nam nữ đó. Đấy, liên hệ tới câu đó nó cũng na ná vậy, cũng na ná ở trong đó rồi. Thì thầy nghĩ là cũng không phải trả lời sâu thêm. Thì chúng ta nghe là các bài pháp, ngày xưa thầy giảng cũng có một vài bài giảng cũng nói về cái này khá sâu rồi. Thời gian có hạn không còn nữa cho nên xin không giải thích sâu về câu hỏi Phật tử này, vì nó chả đem lại lợi ích gì nhiều cả cho các Phật tử chúng ta trong đây mấy đâu. Và dành một chút thời gian xin hỏi ý kiến của các Phật tử chúng ta. Vừa qua có rất nhiều các Phật tử gọi về phòng thông tin, cũng như gọi về các sư ông sư cô ở phòng chi khách, ban chi khách, cũng như là các gọi cho các bạn trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa Khai Nguyên chúng ta, hỏi rằng năm nay đại dịch Covid nó đến giai đoạn này là đỡ rồi, nhà nước cũng không nặng nề bắt cách ly, hay là ấy, nó đã cho tổ chức tập trung và các sự kiện nhà nước cũng như là sự kiện các công ty doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo vân vân được tổ chức trở lại bình thường rồi. Vậy thầy năm nay có tổ chức khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh và sinh viên hay không? Thì thầy cũng bảo rằng để thầy hôm nay pháp hội thầy hỏi các Phật tử xem đã. Có muốn tổ chức thì thầy mới tổ chức, không muốn tổ chức thì thôi. Đúng không? Tổ chức thì các Phật tử chúng ta nhất tâm về muốn cho con cho cháu đến học thì thầy mới tổ chức, chứ còn thì thầy bảo tổ chức mà chúng ta còn sợ Covid cho con cho cháu đến, sợ là thế này thế nọ thế kia không an toàn á, thì mở ra cũng không được. Thì hôm nay để cho công bằng nhất, lấy ý kiến các Phật tử chúng ta trong hội trường này, có nên muốn mở hay không, hay là chưa để sang năm đã? Mở hay không đã, mở hay không mà vô tay. Không mở à? Không mở vô tay. Bây giờ ai đồng ý mở thì giơ tay xem nào. Ôi nhiều thế. Giơ tay vẫy vẫy xem nào, ngó trên này nhìn mắt bây giờ kém, già rồi nhìn nó không rõ. Khá nhiều. Rồi, đây là những người đồng ý mở, là muốn mở là rất là nhiều. Ai là lo là mở ra qua dịch giã nó cũng chưa chắc chắn lắm, cho nên là sợ con cái không an toàn thì giơ tay, có nghĩa là thôi từ từ để sang năm nữa thì đã mới mở, giơ tay. Đâu? Không thấy cánh tay nào à? Có nghĩa là mở được đúng không? Rồi. Vậy thì thầy sẽ làm kế hoạch để trình với Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Sơn Tây và các cơ quan chức năng quản lý tôn giáo của thị xã cũng như thành phố để xin là tổ chức một khóa thôi. Vì năm nay dịch bệnh thì gọi là nó cũng ổn, nhưng mà hết hoàn toàn thì tính đến thời điểm này vẫn chưa. Đại đa số các cháu lớn lớn thì cũng được tiêm ít nhất là 1-2 mũi vaccine rồi.
Cho nên là thôi chắc mở một khóa thôi, để xem tình hình thế nào, để sang năm thì chúng ta mới mở tiếp cho các khóa, các cháu nhỏ. Thầy dự kiến là mở một khóa vẫn là 7 ngày như những năm trước, nhưng mà chỉ dành cho các cháu từ 15 tuổi đến 22 tuổi thôi. Tức là từ lớp mấy? Lớp 8 à? Lớp 8 hay 9? 15 tuổi là lớp mấy? Lớp 9 hả? Thôi đấy, từ lớp 8, lớp 8, lớp 9 trở lên. Dù gì có thể từ lớp 8 được. Tức là các cháu học vào cấp 3 đó, nhưng có thể các cháu đang học lớp 8 để chuẩn bị thi lên lớp 9 thì cũng được. Dự kiến là sẽ mở vào ngày 19 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2022. Tức là ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm Nhâm Dần, tức là âm lịch đó các quý vị. Và ngày Chủ nhật thì chúng ta đưa các con đến đăng ký danh sách rồi các thứ. Mọi thông tin đăng ký như thế nào đó, các vị sẽ xem thông báo ở trên cái cổng thông tin điện tử hay là Facebook và Zalo của chùa Khai Nguyên chúng ta, Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, hoặc là khóa tu Pháp hội Địa Tạng 22 đến 28 cuối tháng này. Chúng ta sẽ hỏi bên phòng thông tin để đăng ký danh sách, vì hôm nay bây giờ mới hỏi ý kiến cho nên chưa kịp để làm các thủ tục. Vì vậy các vị sẽ đăng ký sau. Phải đăng ký đấy, mà chắc chỉ nhận khoảng độ 1.500 thôi, chứ không dám nhận nhiều. 1.500 trở lại thôi. Quản mà 1.500 các cháu còn khổ hơn là quản 5.000 các Phật tử lớn chúng ta. Vất lắm. Không đơn giản một chút nào đâu. Nhưng mà thôi, muốn để cho lớp trẻ có gieo duyên với Tam Bảo Phật Pháp, con cháu của chúng ta mới đi biết đến Phật Pháp á, từ tuổi còn trẻ, thì sau này cho các con thì có cơ hội lương thiện và tốt đẹp hơn. Cho nên các thầy cũng sẽ cố gắng. Ai mà không đăng ký nhanh là mất phần hết, hết suất, vì chỉ mở có một khóa thôi. Cái đấy thì cũng thông báo như vậy. Các Phật tử chúng ta đồng ý rồi thì thông báo như vậy. Nếu Phật tử nào mà muốn cho con cháu đi đăng ký khóa tu mùa hè năm nay, từ ngày 25 tháng 5 đến 25 tháng 8 năm 25 tháng 5 hay là 28 tháng 5 âm lịch, tức là ngày 19 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2022 tới dương lịch đó các quý vị. Khóa tu dự kiến như vậy. Còn cụ thể thì có thể còn thay đổi theo ngày thì nó sẽ ở trong cái thông báo tới đây. Và hôm nay thì các Phật tử chúng ta về tham dự Pháp hội rất là đông đủ hoan hỷ. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả Phật tử chúng ta được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và bây giờ chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy để chuẩn bị làm lễ cúng thượng cúng. Giờ chiều hôm nay thì chúng ta nghỉ đến 1 giờ kém 15 thôi. 2 giờ chúng ta vân tập để chúng ta vào thời đề nhị, vì có thời quy Tam Bảo. Cho nên chúng ta quy y cho các vong linh và các thiện nam tín nữ, sau đó chúng ta vào thời đệ nhị. Thời đệ nhị xong chúng ta nghỉ giải lao một chút, thì chúng ta vào thời đệ tam. Cho nên các Phật tử mà hẹn xe thì chúng ta cứ hẹn xe là khoảng độ 7 giờ 7 rưỡi tối nay thì mới đến. Thì đến sớm quá có khi là phân phổi cho. Thế cái hẹn khoảng 7 giờ có xe có mặt, thế là vừa xong là chúng ta về là vừa. Đấy, thông báo như vậy chúng ta biết được. Thì cũng có danh sách các Phật tử cúng dường tượng Phật và cúng dường đại tượng vân vân, nhưng mà thời gian nó hết rồi, không có thời gian thông báo. Đến khóa tu tới đây thì thông báo.